chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại số 5 ngõ 198 Thái Hà, shop Thiên Hà Auto, chúng tôi có một series của model của súp reo. Đây là những cục súp model lớn nhất, gọi là Ultra High End, và những dòng này là dòng High End, còn đây là những dòng cao cấp của súp reo. Và tôi sẽ xin giới thiệu cùng các bạn để chúng ta có một cái sự trải nghiệm về dòng súp này. Dòng súp này thì đã được các chuyên gia audio trên toàn thế giới được đánh giá rất cao, vì khi đưa dòng súp này là đây là những súp để cho phục vụ cho các bạn chơi nhạc mà với những bộ dàn của mình nó hơi thiếu một chút trầm, hoặc là giải trầm xuống không được sâu, thì chúng ta sẽ được thêm những dòng súp này nó hỗ trợ vào những dòng và những bộ dàn của các bạn, thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt. Chúng ta sẽ không cần phải đổi loa, không cần phải đổi âm ly, mà chúng ta chỉ cần đưa thêm sản phẩm này vào là thấy có sự khác biệt rồi. Và sau đây tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn với những dòng sản phẩm như này. Đầu tiên, đây là chú em út của dòng súp reo này, đó là con T5i. Với con T5i này thì chỉ có một bát active 25 phân nằm ở phía dưới ở dưới này. Đây, các bạn, tôi sẽ làm cho các bạn xem. Đó. Còn lớn hơn dòng T5 thì dòng T7 và T9, thì dòng T7 thì là có một bát active và một bát thụ động cũng lại nằm ở phía dưới như này. Đó, để tạo cho tiếng trầm nó dày, nó lan tỏa hơn, nó sâu hơn, khi người ta nghe ta sẽ cảm thấy nó đồng pha nhất định. Đó. Và dòng này thì là với có cái bát active này đó là 25 phân, còn dòng T9 này thì là active lên tận 30 phân. Tí nữa ta sẽ nói về giải tần sau. Vâng. Và tất cả các dòng này thì đều là bát này là bát dùng bằng composite. Đó, nó tạo ra cái độ mềm, độ dày, độ ấm của loa súp khi kết hợp với cả bộ dàn nghe nhạc. Còn hai dòng sản phẩm hai em này thì đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy là bát của nó là hoàn toàn là nhẵn thế này để chống các sóng của khi dội vào âm thanh. Và tất cả các loa súp này đều có một cái bát, đó là bát hơi lõm một chút trong để chống sóng đứng. Đó. Thì cái này bát này thì được kết cấu nó bằng nhôm và coi như là mani. Và bát này thì cũng có bát gầm ở phía dưới đây, nhưng mà con này nặng lắm, mình tôi thì không thể bê được ở dưới. Tôi chỉ có sờ đây để cảm nhận là biết là bát này ở phía dưới là vẫn đang còn một cái bát thụ động ở phía dưới nữa. Đây là dòng 2N. Còn dòng Ultra 2N thì có sang cái dòng này thì lại thay đổi hoàn toàn về cơ chế, đó là các khi bát này thì lại được sử dụng bằng các sợi carbon siêu mềm, siêu cứng, nhưng mà lại có độ chịu đòn rất là tốt khi các giải tần âm thanh đánh xuống cái giải trầm rất là sâu đến tận 18 hẹp, và con này là xuống tận 14 hẹp, thì khi đánh độ dao động âm thanh rất là lớn nhưng mà lại siêu cứng như thế này. Đó, và con này nó có một cái nút đèn led. Hai dòng sản phẩm Ultra N này thì lại các bạn là dùng bằng remote ở ngoài, nên các bạn điều chỉnh thì nó sẽ có hai con đèn led ở đây để nó lên. Đây là hai phiên bản đặc biệt nhất của hãng hiện tại bây giờ. Còn sau đây tôi xin mời các bạn ra đằng sau với tôi để chúng ta có một cái sự kiểm đằng sau để các bạn mới thấy nó nhiều điều hay và lý thú nữa. Xin mời các bạn ra đây. Vâng, đầu tiên tôi muốn nói đến dòng súp cao cấp của hãng Reo. Đó là những dòng T5, T7 và T9. Và đây tôi lấy một dòng tiêu biểu của dòng T9. Đó, các bạn nhìn xem đây là có một cái cánh tản nhiệt thế này. Đấy. Và công suất những dòng này là T này là 125W này. Con này là 200W này, con này lên đến 300W. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy, đối với cái phòng mà mình chỉ cần thêm vào. Và những dòng này thì nó có các cái trở kháng thanh định khi xuống, như con này là xuống đến 32Hz này. 30Hz này và 28Hz. Và trên bảng đằng sau này thì chúng ta sẽ xem có những cái nút và công năng sử dụng như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là đầu cắm vào điện này, dòng điện là 220AC này, đúng không? Đấy, khi mình dùng này. Đấy, còn đây là nút standby. Tức là mình không dùng nút tắt thì mình có thể dùng sang nút này, rất là hợp lý. Còn đây là một cái cắp rắc nối của đầu rắc Newtrik, và mình có thể nối theo rắc xem phim vào đây cũng vẫn được. Và đây là các cái nút chỉnh là về những cái giải tần cắt và volume to nhỏ, rất là đơn giản. Đấy, các bạn khi các bạn cắt crossover này thì các bạn là bình thường những loa nhỏ thì người ta sẽ để từ 60 đến 120 Hz, mình có thể để theo tai của mình 6 70 80 Hz đều được. Sau đó mình cắt làm sao để khi mà giải trầm của giải bát của bên loa phân bị suy hao thì nó sẽ kết nối trực tiếp vào đây. Và một điều đặc biệt hơn là những dòng súp này là bao giờ nó cũng hỗ trợ về thêm, nó kéo, nó làm thêm được cái giải trung trầm, nó sẽ dày hơn.
khi người nghe sẽ cảm thấy cái sự suy hao này nó sẽ không còn bị thiếu hụt nữa. Đấy, thì sau đây là ta sẽ hướng sang đến dòng 2N. Thì tôi muốn nói cái dòng này là một cái dòng là cái độ tốc độ đánh của dòng này là nó rất là nhanh. Đấy, tức là nó lên cái dòng là SHO. Đấy, con này là con S5 của Real Aquatic. Thì cũng vẫn công thức trên, tức là những cái nút này là high low này, xong rồi là crossover này, và đây là nút này là chỉnh về để cho định dạng thêm một cái định dạng nối đường Coxian như thế này nữa. Thì nó rất là đơn giản cho các người, các bạn mà mới chơi, các bạn cũng không cần phải quá phải suy nghĩ, vì đã có nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà, người ta đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng làm sao để cho nó thuận lợi khi mình sử dụng, làm sao để cho nó phù hợp với bộ dàn, để nó tôn vinh cái bộ dàn của mình lên ở vị trí tốt nhất. Và sau cùng đây tôi vẫn giới thiệu cho các bạn, đây là hai dòng Ultra N mà chúng tôi rất là thích khi sử dụng những dòng như này đối với những bộ dàn lớn, là khi nghe nó vẫn bị thiếu những cái dòng loa như là Avaclum này, rồi Sunus Faber này, rồi Din này. Khi những bị giải trầm, bị suy hao thì người ta vẫn phải đưa các cái xúc để vào để ta hỗ trợ giải trầm, để cho người nghe ta cảm thấy thỏa mãn với cái đôi tai mình. Và những cái dòng này thì chúng tôi vẫn thường test, và đây chúng tôi vẫn cứ dùng các cái đĩa test như thế này để kiểm tra xem là các cái giải trầm nó xuống bao nhiêu. Thì có những cái đĩa test này nó xuống tận 18 hertz đây. Các bạn xem. Đó, đây là test để chúng tôi biết là giải trầm nó xuống được bao nhiêu. Thì theo như khuyến cáo của nhà sản xuất thì con No 25 này thì là xuống đến tận 14 hertz, nhưng mà con này là xuống 15 hertz, và công suất con này có một, đây là con công suất lên đến 1000W. Và con này chúng ta gọi là gì, nhà lãnh đạo lớn nhất của súp Reo, đây là vua của loại súp đó. Và con này nó có một cái kết nối ở đây, tức là khi con này linh, có thể là linh từ đường nọ sang đường kia được, có thể chơi hai súp để hai góc được đó. Đây là đỉnh cao nhất của chơi trong dòng súp Reo. Và súp Reo là tại sao, vì tại sao đây là đây một phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập hãng, nên súp Reo này đã được các kỹ sư của bên Sunus Faber hỗ trợ và thiết kế và sản xuất dòng súp Reo này. Nên khi các bạn nhìn thấy dòng No 25 thì các bạn sẽ liên tưởng tới ngay đây là một thành phần của dòng Sunus Faber, với mặt e căng đằng trước và e căng lưới, và mặt thùng thì lại làm theo thùng đàn, tức là có độ vát và có những cái hình khoét lõm như này để trông rất là giống cả dòng Sunus Faber. Và để trải nghiệm cho những cái dòng súp Reo này thì hôm nay chúng tôi thì không nói nhiều đến về các cái sự trải nghiệm sâu, mà chúng tôi chỉ xin giới thiệu cho các bạn biết cái dòng súp Reo này và các công năng sử dụng của súp Reo này. Còn với những chương trình sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu từng sản phẩm một đến tất cả những người yêu dòng súp Reo này và cho những hệ thống bộ dàn của mình. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cùng với các audio file khác, và các bạn luôn nhớ đến Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.